này bị lúng nè các bạn. Cái máy này bị lúng nè, mình lại mình quay. Cái anh đang chuẩn bị câu lên. Đấy, vòng qua bên kia coi. Bên kia coi cái nó bị lúng. Trời ơi, lúng về 4 bánh luôn dữ rồi. Wow. Lúng quá trời lúng luôn. Lúng quá trời luôn nữa bạn. Mắc bò. Mắc luôn, bọc đất luôn. Rồi giờ mấy anh đang lúng luôn hai cái bánh này luôn. Mấy anh đang câu lên đó các bạn. Rồi. Mấy anh đang chuẩn bị giật lên đó các bạn ơi. Này đám này nó đất mềm á các bạn, đám này vụ hè khô nè lên nó lúng nha, vụ khô xuống không được luôn. Vụ này nó hơi gò gò, mấy anh xuống chở mấy cùng gom mà đi túng ngay cái lỗ đó dính luôn. Đó giờ câu lên nè. Rồi không lên rồi. Lên nè, về lại, giật lại. Rồi. Quá tài lắm. Lúng về hết 6 bánh luôn. Kéo lên không nổi rồi các bạn ơi. Giờ kéo lên không. Lên được lúng quá trời lúng. Lên nổi giờ tạm ngưng. Giờ tạm ngưng rồi các bạn. Giờ chạy vòng lên khá là chạy vòng ra đằng sau câu ngược. Câu ngược lại thử nha các bạn. Giờ đang lại câu chạy tới không lên. Giờ câu ngược lại. Đây là em bị lúng đó, cũng nãy giờ lúng hết 4 bánh của cái đầu máy rồi bọc nguyên độc đít của cái mọt luôn, hai bánh sau lúng luôn, lúng mắc cầu luôn, nên rất là khó lên nha các bạn. Bây giờ anh chạy lần sau cái xe này câu ngược, nãy câu tới không lên, bây giờ câu ngược lại coi lên hay không.
Dạ, đang về vô để nấu, xách vô câu lên. À, đang có dấu hiệu bị lúng lúng nè, cho nên giờ chạy tới lấy lại. Rồi, dây xiền hộp rồi, giờ đang lấy dây dù nấu vô. Ba cộng nhập lại luôn. Bốn cộng luôn kìa, bên xe nhỏ có cộng. Ba cộng tới đâu. Cộng chi, ba cộng chứ cộng. Vậy chun. Đó, ba cộng. Ba cộng chứ cộng. Rồi, bây giờ bắt đầu. Bắt đầu giật lên đây các bạn. Đứng mình đứng hơi xa nha các bạn, cho quay cho nó toàn gọn hai chiếc vô luôn. Rồi, đang kia. Rồi, không chiếc rồi. Không lên luôn rồi. Không lên nổi rồi các bạn ơi. Hôm kia quay bánh không à. Không nổi rồi các bạn ơi. Rồi, kéo lên nổi, anh này bị dính nửa bánh rồi. Rồi, kéo lên nổi, giờ kháo dây ra. Giờ kháo dây dù. Rồi, rồi, kéo không nổi rồi. Thử chiếc khác kéo thôi các bạn ơi. Bây giờ tới anh này lên thử coi. Thấy không? Tôi nói ra đừng có quậy nữa. Lên là đừng có quậy nữa. Giờ câu chiếc kia lên. Không lên, chiếc này dính nữa rồi các bạn. Chiếc này dính luôn rồi. Dính nhẹ hơn. Nghi né xích gai. Rồi giật. Rồi đang cột con dây vô cái, các bạn cột dây vô cái tàm nè, cột vô cái tàm để giật lên nè. Lên luôn. Quá. Wow. Mạnh. Rồi, anh đã hoàn thành. Ôi. Tới tới ta đậu xe rồi ngay ngắn là đậu ngay ngắn là làm cho khỏe. Là F35 hay gì. Mất tiêu cái hiệu. Rồi, anh đó bây giờ chờ xe khác câu thôi các bạn ơi, chứ giờ anh chưa có lên được.
giờ anh chỉ nằm chờ xe khác câu. Hai cái bánh sau thì hình như nó lúng gần hết luôn, hai bánh của cái E1 á, còn hai cái bánh bự, hai bánh tiền á, hai bánh tiền lực á, thì nó bị lúng xuống cái cầu xuống luôn, lúng cái bọc đít của nó xuống dưới sình luôn. Còn hai bánh trước thì lúng nửa bánh cho nên lên không nổi. Rồi anh này anh câu lên không nổi, anh cũng vừa bị dính luôn rồi anh mới lên được á, nè anh mới lên được rồi, bây giờ anh chuẩn bị về rồi. Điều chỉnh xe ngay đường giữa đường để lấy cọng dây xiềng ra.